Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Giờ. Mình Lưu Vi Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lao Tào Ly. Đây là kèo ký đội. Nếu chúng mình đồng ký đội làm là Bạc Giới và Tân Đen hợp tác. Đang căng ngất và căng ngất. Di bạc lung tung sờ. Còn bên kia là Bad Boy kia cho Gơ Tây. Thánh địa gò sòi. Gơ Tây là một trong những thánh địa gò sòi khó làm nên tên tuổi của Gơ Tây. Hiện tại bây giờ tỷ số là 3-0 đang nghiêng về cho Gơ Tây. Hàng 6 Lu Su Bu đang nín lặng hết rồi. Và kết thúc ra ngoài của Gơ Tây 1-3. Tài nhỏ đang đứng ngoài, đang mách bảo Bạc Giới. Có lẽ xếp bên này tài nhỏ ra đảo. Hay trông là tì cho tài nhỏ rồi. 2-3. Trời ơi. Thằng làm ăn coi. 2-3. Đợi xíu điện cho. Như là trời cái thằng Bad Boy này kì. Cái bạn đã ngoài sao chân luôn em ơi. Bạc Giới giờ tự sát tại Lâm Lắc. 4-2 đang ghi dịch cho Gơ Tây. Các bạn nói chơi cho vui vẻ nha. Thánh địa gò sòi. Các cầu thủ lạ lạ đi dễ khó về. Các cầu thủ lạ lạ đi dễ khó về. Ba bốn. Ba bốn. Tiếng đèn tay rất dài các bạn à. Quá hay cho Bad Boy. Kèo này có lẽ như là Gơ Tây rất mệt nha các bạn. Vì Bad Boy lại là Gơ Tây tự sát tại Nam Lạc 4-0. Nếu không có gì thay đổi, Gơ Tây sẽ đưa anh em ra đảo xa. 4-0. Lại là Gơ Tây tự sát tại Nam Lạc 5-4. Đang sao á? 5-4. 5-4 đang nghiêng về cho Bạc Giới. Một pha không chế không được tốt của Bạc Giới. 5-0. Các bạn thấy hay với xe và le và xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanh đệ gò sòi đi dễ khó dậy nha các bạn. 5-0. Bắt bò xin vị cho mình thấy khó đổi quá ha. Chân Bạc Giới quá hay các bạn à. Ôi trời. Quá hay cho Bad Boy. Chưa sao, tiếp tục cuộc chiến. Hết phim với Gơ Tây. Lại là Gơ Tây tự sát. Gơ Tây tự sát quá nhiều. 6-5. Gơ Tây đội ra ngoài không được. 6-5. Mày khó, cái miệng của mày ghê quá khó. Con mới có mười mấy tuổi rồi con tập đánh lại nói chuyện nào hoài lại đây. Quá hay cho tính đẹp. Quá hay cho Bạc Giới. Bạc Giới trẻ vừa đường số 6 qua kìa. 7-5. Có vẻ như tiếng đèn đang hết pin rồi, hết pin các bạn à. Gơ Tây xin lỗi các bạn. Gơ Tây có lẽ đang hết pin.
Bình trên. Vậy chị bây giờ tôi đang kia ông có lôn tôi bầu cho ông á. Thấy ta. Vô tặng cho mày hai lon Milo. Năm mươi tám trăm. Một cái nhanh hơn. Tặng mày hai lon Milo á. Giả mấy cái mỏ bên bây giờ đang ngồi ngồi mình la làng nó sợ mày. Cái thằng có khó kìa. Mày xài với em 500 1 triệu không nha? 7 năm. 7 năm. Phát bóng lại. Bắc Giới hiện tại bây giờ cũng gần 40 tuổi rồi các bạn à. Thật sự nhìn Bắc Giới tưởng đâu 15 16 không. Ôi cơm. 6 7 và quá khó cho người ta. Anh vô giữa ra ngoài đổ anh giới. 6 7. Quá hay, lại là pha trẻ vừa. Chấp xanh hả? Chấp xanh. 8 6. 8 6. Vẫn còn. Tính đen tay quá dài các bạn à. Thật sự tính đen tay quá dài. La nói chuyện lên đúng không anh chứ. Vẫn hay. Một pha quá hay của GT. Mậu Minh. Bắt dây Mậu Minh. Có bóng vừa rồi. Chính sao. Hôm qua ăn 14, 15 qua giờ đau luôn. Bật chơi quá tự tin phát bóng các bạn ơi. Không tự tin làm ngon mầm cỏ chứ gì đâu. Nó chuyện ơi. Nó chuyện ơi. Quá khó chịu pha bóng gì rồi. 16 nghiêng về cho Bắc Giới và Tân Đen. Nếu tình hình này không có gì thay đổi, gơ tay và bắt bôi đưa anh em gọi rồi ra đảo xa. Lại là phát giá phát điểm ăn được chị thép 11 6. Lại là gơ tay nguyên một lèo 12 6. Lại là Bắc Giới. Bắc Giới quạt bóng quá tuyệt vời các bạn ạ. 13 6. Gơ tay bỏ một lèo đầu hàng rồi các bạn ạ. Hết phim và hết phim. Tỷ số 15 6. Quá cách biệt. Thôi cho mở cành. Đây lắm nè. Nhớ được về chưa? Nhớ được các cái tên nữa. Thôi cương. Đập luôn. Xin chúc mừng Bắc Giới và Tiến Đen. Thôi cương mà. Em kia giấu lên giới. Giới hết phim. Thật sự Bắc Giới phát bóng quá có chịu. Đẳng cấp của Bắc Giới đã lên tiếng các bạn ơi. Gơ tay buông gươm Mỹ tèo á. Mỹ tèo em kia giới.